Chào mừng các bạn đến với clip giới thiệu về chợ quê làng Chăm Đa Phước tại huyện An Phú. Thưa các bạn, nơi đây không chỉ là một điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là một hành trình văn hóa độc đáo, nơi các bạn có thể khám phá những món ăn ngon đặc trưng của người Chăm, hòa mình vào không gian bình yên của thánh đường Hồi giáo, nơi cộng đồng người Chăm thực hiện những nghi lễ cầu nguyện. Đến đây các bạn sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp và sự phong phú của văn hóa Chăm, những con người hiếu khách và những món ăn đầy hấp dẫn. Chợ quê làng Chăm Đa Phước nằm trong khu sinh thái rau Hari thuộc khóm Hà Bào 2, thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, nơi có những thánh đường Hồi giáo tuyệt đẹp cùng nét văn hóa đặc sắc hấp dẫn. Các bạn xuất phát từ thành phố Châu Đốc, các bạn chạy qua cầu Cồn Tiên, chạy lên một đoạn khoảng vài trăm mét, nhìn phía bên tay trái là tới khu chợ quê nha các bạn. Với tổng thể khu du lịch là trên 40.000 mét vuông, các bạn sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi, như là bơi thuyền, ca múa nhạc trên đảo cá chép, trải nghiệm mặc trang phục của người Chăm, phục dựng lễ cưới người Chăm và được thưởng thức cà phê chiên tại đảo cá chép trong khung giờ là từ 4:30 chiều đến 7:30 tối. Riêng phiên chợ quê hoạt động từ 7:00 sáng đến 9:00 tối vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Thì nơi đây đó là được xem là thiên đường của ẩm thực, bởi có rất nhiều món ăn ngon truyền thống vừa dân dã vừa đặc sắc riêng có của người Chăm, như là cà ri bò, tung lò mò, cơm truyền thống. Đến với chợ quê làng Chăm Đa Phước có cảm giác như chúng ta đi du lịch ở các nước Trung Đông, với những thánh đường tuyệt đẹp cùng với các món ăn ngon hấp dẫn. Thiết nghĩ ai cũng nên trải nghiệm một lần nếu có dịp đến với vùng đất An Giang. Ngoài ra, phiên chợ quê còn trưng bày và cung cấp những sản phẩm thủ công do chính những nghệ nhân người Chăm làm ra, với những tinh hoa độc đáo để khách đến tham quan chiêm ngưỡng và mua sắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip giới thiệu về chợ quê làng Chăm Đa Phước tại huyện An Phú. Hy vọng rằng những trải nghiệm văn hóa và ẩm thực độc đáo nơi đây đã mang đến cho các bạn những khoảnh khắc thú vị. Nếu các bạn yêu thích video này thì đừng ngần ngại để lại một nhận xét của mình nha các bạn, thì hãy đến tham quan để tự mình khám phá vẻ đẹp của làng Chăm, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình để không bỏ lỡ những hành trình thú vị sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.